Bích Phượng của SBTN Washington DC. Kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Lễ dỗ tổ tiên cổ nhạc miền Nam đã được long trọng tổ chức tại trường Luther Jackson Middle School, thành phố Fortress, Virginia do Đoàn Cải Lương Hương miền Nam tổ chức vào ngày thứ Bảy 14 tháng 10, 2017. Kính đại chư tổ, chư hương linh của các bậc tiền nhân đã có công mở mang gây dựng cho nền cổ nhạc Việt Nam, nhất là bộ môn cải lương. Lễ dỗ tổ tiên cổ nhạc truyền thống miền Nam đã được long trọng cử hành vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 10, 2017, tại Luther Jackson Middle School, thành phố Fortress, Virginia, do ông nhạc sĩ Trịnh Phước Trí, người sáng lập ra Đoàn Cải Lương Hương miền Nam, và ông cũng có rất nhiều môn sinh trẻ ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ đã tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật, văn học và sân khấu cải lương. Tuy nền cổ nhạc miền Nam và bộ môn cải lương đang thăng trầm, nhiều nỗi khó khăn trong việc phát huy và bảo tồn văn học nghệ thuật. Chương trình gồm có cổ nhạc và tân nhạc, hầu hết là những môn sinh trẻ đã giữ chân mọi người đến giờ phút cuối, vì mọi người đã có những giây phút cuối tuần thoải mái nghe lại những bài cổ nhạc và tân nhạc của thập niên 60-70 và những bài cổ nhạc Dạ Cổ Hoài Lang do cố nhạc sĩ Cao Văn Lòng. Những ai đã gây cho mỗi phần tàn dở theo vấn đề tâm linh, cây có ngọn cội thì nước có nguồn. Vì sao mà chúng ta phải tất cả từ trong nước ra tới hải ngoại đều khắp làm cái lễ dỗ tổ ngày 12 tháng 8 âm lịch? Cái người mà đưa ra cái bài Dạ Cổ Hoài Lang Bất Tử để nó biến thành mở màn cho cổ nhạc Việt Nam từ 1945, hậu bán thế kỷ thứ 19, là ông Cao Văn Lầu. Thì ông ta, Cao Văn Lầu qua đời ngày 13 tháng 8. Thì thông lệ của người Việt Nam lấy làm ngày tiên, tức là ngày còn sống, để làm cái lễ dỗ tổ. Nghe tiếng giờ cổ buồn, nước ngờ dẫn trắng khuya, cung đề môn tiếng khóc. Tiếng ngờ dẫn sông lê, ai quay khúc tờ lòng. Dạy con hát bài này? Ba con và mẹ con. Vậy là bé sanh ở Việt Nam hay là bé sanh ở Mỹ? Con sanh ở Việt Nam. Dạ, em tên là Thanh Uyên. Cơ duyên của em tới với cải lương á, là em đã đam mê cải lương từ hồi nhỏ rồi, mà ba mẹ của em cũng có thích hát đàn ca tài tử. Rồi qua tới hải ngoại thì em tham gia mấy chương trình của Phật giáo á, của chùa Hoa Nghiêm, chùa Đạo Viên. Thì em thấy là nên đưa cổ nhạc vô trong các chương trình của chùa. Cho nên em được biết là bác Trịnh Phước Trí có dạy học cải lương. Cho nên em rủ một số anh chị em đi theo học. Và em cũng tham gia cũng được 6 tháng. Mình cũng rất thích cái môn cải lương. Thì mình đến đây mình dự, mình coi thì thấy nó chương trình nó rất là hay, không ngờ những cái người trẻ mà còn giữ được cái giống như cái môn mà của truyền thống của miền Nam. Rất là hay, chương trình hôm nay quá tuyệt vời. Bích Phượng tường trình từ lễ dỗ tổ sân khấu cải lương Hương miền Nam, Fortress, Virginia.